thì nở rồi nè. Coi cục đất cho nhớ coi cục đất là cũng sợ vậy. Mình xin mến chào cả nhà, chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh của vợ chồng mình nha cả nhà. Chào cả nhà các anh ơi. Nay vợ chồng mình đi bắt sò nghe. Thì địa điểm bắt sò của vợ chồng mình hôm nay là đường kinh cô Hội. Nó đường kinh cô Hội nha, còn sò nhỏ nhỏ không à. Thì mình thấy vòng vòng ở đây bây giờ chỉ còn có đường kinh cô Hội để có sò để vợ chồng mình bắt thôi cả nhà. Kinh ngang cũng hết trơn, huyền thoại cũng vậy luôn. Thì có nước bắt sò hôm nay dắt trưa đó, mình cũng rước con mình đi học về rồi cơm nước rồi vợ chồng mình mới đi nè. Thì ngày mới vợ chồng mình xin chúc cả nhà được thật nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và luôn thành công trong công việc và cuộc sống hàng ngày của mình. Còn bây giờ thì mời cả nhà cùng theo vợ chồng mình đi bắt sò. Coi hôm nay tại đường kinh cô Hội vợ chồng mình có trúng không nha cả nhà ơi. Xích xuống chút đi. Cứ ngồi gần gần ổng mà ngồi gần ổng khó bơi quá. Xa xa ra. Ngồi gần gần ổng cho dễ review cả nhà. Thì bây giờ tới đường kinh cô Hội này cũng bắt được mấy con. Mà điều sao nay còn nhỏ nhỏ không. Còn nhỏ nhỏ từ từ cái đường kinh của họ này vợ chồng mình cũng trúng dữ trời lắm rồi đó. Mấy bữa trước cũng còn có trăm ngoài con với đồ giỡn đâu à. Gì có con sò nại nó giờ mới quận vậy ta? Hay là không phải đâu ông ơi? Không ra luôn. Dính cứ ngắt ở đây luôn rồi. Chút đạp chút xuồng quá tay. Nó đạp đẩy cái xuồng qua lại lúc nào ngay cái khúc chỗ này nè là cũng đạp cái xuồng về hướng bên đây hết. Lần nào đi cũng vô đây vậy là vậy đó. Nhớ hôm cái lúc mà mới sơn nó cả nhà, hồi ôi cái bên đó đó vợ chồng mình không biết bắt bao nhiêu con, còn mấy con mà có 2-3 ngàn con sò bên đó, bắt mấy ngày nha, 400-500 con, 400-500 con lần đi bắt không. Bây giờ cho mình bắt sạch sẽ luôn, ghê thiệt. Hai giờ cho bắt sạch sẽ luôn. Trời nay đường kinh của họ vô tới đây rồi mà cũng không có sò nữa hết ta. Hết giờ cả nhà ơi. Sắp kìa. Nó nằm nè.
Mình bắt á, mình review sát cho cả nhà xem mới được à, với anh chồng mình bắt mình review sát không có được, tại vì mình ngồi xa ổng quá, nước nó đạp quá, cả nhà đâu có dám lại gần. Anh chồng mình bữa nay chịu nhiều phong ba quá, coi nó nằm trong cái hang lỗ nè, đi dần nắng dần nâu luôn, không có cái nón mà đội luôn, không trần dữ luôn đó. Đấy rồi, ông thấy ông chỉ mình ở cái nhà mình nó ngao du sinh thị, chỉ mình cho mình bắt có không? Quá hả? Chỉ mình cho mình review cho cái nhà xem đó. Cho này gần hết mùa nữa rồi. Nhìn như kỹ rồi nó nhỏ nhỏ không. Nó hết rồi. Bơm hết đường bận rồi đó mà còn không có sò để bắt. Hết lề rồi cả nhà. Lề đó. Đạp bằng lề bên đó quá, thường cái lề bên đó đã bắt mận về đó. À nước nó đạp qua bển nó bắt mận đi rồi. Trời ơi hết lề ta có gì đây. Ai phải chạy đâu ta. Bắt riết lề đây cái chắc là đi nữa quá. Chứ có gì đâu bác. Hết rồi. Bắt con này coi. Qua đây hai ba con luôn anh ơi, xích vô. Đó một con nè, đây một con nè. Anh bắt luôn đi. Đạp nước quá. Ừ. Thì nhỏ không? Không phải con công mầm đưa ra y con ngủ con sò vậy lại nó sò con sò chứ gì nhìn cái nhà mình không biết con phải cục đất hay con sò nên mình không có review cái nhà xem, nhìn thấy nó có rõ phải không, như con nào mình thấy nó gõ mình biết nó là con sò mình dễ review, mình thấy cái không biết nó con gì mình thật lạ vô thấy con sò bóc ra thôi. Nắng cha mày quá trời. Đang còn xíu. Sợ này còn xíu không. Này mà bắt đầu mà hết nước ở nhà, cả nhà hết hết nước bắt á. Cái qua là mới có sần nhiều. Người ta có nước người ta đi bắt mấy bữa cái hết rồi. Hết nước cái đầu cái không ai bắt nữa nó lên nó mới có nữa. Hết rồi đó. Xong rồi đó.
Đây. Con đây. Xin ở đây nè, ngon ghê, nướng luôn, đáng lẽ không có sò nhiều lắm. Bắt mà không có sò cái nó bơi cái đường kinh lẹ dễ sợ. Xíu thì hết đường kinh. Giật thêm cái đường kinh của cô hội này chứ bắt được khúc trong nữa, khúc ngoài không có nữa. Ừ, nãy giờ luôn. Vô đây nãy giờ mới thấy được con sò bự. Mình đi trước nha, cái này ở bờ kia là mình đi trước, mình nhìn kia mình kiếm sò mình bắt trước bắt cho hết luôn. Anh chồng mình cả nhà ơi, chồng mình sò hay lắm. Hết cái đường kênh ba mưa, hết cái đường kênh của cô hội rồi cả nhà. Hết rồi đó. Đường kênh của hội này chứ bắt được khúc trong này tới đây à. Bây giờ đường kinh của hội này là để hết nước rồi nghỉ vài bữa rồi có nước lại bắt mới có. Ừ. Ê, hình như cái cống của anh nè phải không? Cái cánh huyền thoại của thằng chồng mình. Nãy giờ chưa ra tới nè hả? Tưởng đâu qua hết rồi chứ. Ủa em tưởng đâu ra ngoài rồi chứ, giờ mấy phút này hả? Rồi cả nhà ơi, mới cái cống huyền thoại của chồng mình nè cả nhà. Bây giờ mình tưởng nó ra tới rồi chứ. Tại vì ngồi nước nó đạp cà xay á. Ở trên đó trồng có mấy cây bắp mà tốt dễ sợ luôn ơi. Cây nó bự thì cá nó mới bự. Không vô lọt được. Yeah, mình đi trước nữa nè. Mình đi trước mà mình không có thấy cái gì hết trơn trời. Ồ. Mình đi qua rồi mình không thấy ông bắt được hai con á. Mà sao mình không thấy con nào hết trơn vậy ta?
mai nghỉ qua đây được. Nước này chứ con mất vài ngày nó nghỉ rồi chứ gì. Hay là anh nó bị chết nước không xây nước. Ở đây là hết rồi cả nhà ơi, bây giờ vợ chồng mình, anh chồng mình sẽ qua kinh doanh bắt. Bắt rồi đang cho mình thuộc cộng luôn. Ôi trời ơi, cho anh chồng mình thuộc cộng luôn chứ mình mà thuộc cái gì. Nó lộn quá nhà. Anh chồng mình không bắt sợ, không thuộc cộng luôn. Không gài lâu rồi, vợ chồng mình cũng qua kinh doanh luôn. Cậu bắt hết rồi. Bắt lại đây rồi hết. Dạ. Qua tới kinh doanh rồi nha cả nhà. Thì anh chồng mình có cái thói quen là thấy được con sò bắt đầu mới gác máy lên, còn máy là ổng cứ rề rề hoài vậy đó. Thục lại. Kinh doanh thân quen. Ở bên đó làm gì mà máy móc quá trời ta, chạy còn chạy sên hả anh? Gì mới đây màu lớn như người ta, sao càng ngày đáng lẽ nước nó càng ấy mà gì đâu mà mới có đổ ở bên này đây. Cái đó là của bên cô bên rừng kinh cô hội đếm là được nãy đếm mà sơ là 32 con đó, đếm thử coi 4 6 8 10 12 14 của sò lông 16 18 20 22 24 26 28 30, được 33 con. Cái đó là của bên mình kinh cơ hội. Để riêng cho đi. Đây này ăn con nữa kìa. Ông tấp 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 vô coi, nhờ sọ có chích nị rồi ta. Thì sọ ở đây mà. Ngay cái con có lỗ quá cái cục đất đó đó anh. Ừ. Sọ bên đây thì là sọ nhỏ nhỏ gì không á. Sò kinh doanh này á, hồi lúc mà mình mới bắt là sò bự là khúc trấu tuốt trong cả nhà. Ồ, trúng mấy bữa liên tục ép phê luôn, bắt hết rồi. Từ từ cái ta hay á, ban đầu ta không ai hay hết trơn. Rồi nhớ là nhất là lại mấy cái chỗ mà cái đầu ống á. Ồ, anh chồng mình không mất con sò nào, con sò nấy nát. Đầu ống nào cũng mười mấy con là ta là nửa ký hơn rồi. Mê được mấy bữa. Hết luôn. Được mình bắt về thấy mới rõ cái nhà. Vừa mới sáng sợ con cố nội. Bây giờ cái chỗ này nè, đây nè con sào bự nè, quay lên cho cây mình bắt coi, mình bắt qua này riêng cho cái nhà xem mới rõ. Ê cái nhà thôi tiếng sào bự thì sào bự hơn mấy con sào giống á. Cầu chạy gì mà rung rinh luôn. Này nó trên này đi.
bao luôn đó. Ủa, cục đất hả? Ừ, cục đất. Mình giống như con sò. Cái này là cái nhà mà nước mà sát á. Mà có đó. Nước sát mà mới được. Làm sao mà cái đường kinh doanh này trở lại như lúc trước ta? Để làm sao á? Ồ, mấy cái đầu ống còn nát bự. Đã. Người tử tư thì xích xô khúc trong chút đi rồi ông lội á, nay giúp mẹ nay đâu có đem giới đâu hả? Không đem giới thêm sao lội. Mình tới nè. Có không? Có chứ. Cái chỗ này là lúc trước người ta nuôi con giống đó cả nhà. Rồi con có nổi lại nè. Nay người ta cải tạo lại, người ta làm lại từ đầu, làm lại cái mới. Nói vậy. Nó ngồi đây cho nó sát. Cái nhà khó quay đó, ngồi đó thì ông bơi không được. Cái gì sao nó nhỏ cái miếng không? Chết đó con kìa, cái lỗ cho nó đi ra rồi, cái lỗ cho cái cây nó dành giúp coi, cái chỗ cái lá cây dưới xanh xanh đưa lên nè, đây nè, ừ, cái lỗ, ừ, thầy nhỏ, trời, thả không thấy, thấy bỏ uổng. Cái lỗ lên trước mặt luôn đó, ừ. Anh bên đây nè, cái lỗ trong đó thì con sò bự rồi, hơi bự bự chứ không hơi bự dữ. Ừ, ngay cái dầm anh đi thẳng lên cái lỗ luôn á. Ừ. Thank you.
lâu cả nhà. Mình lên đi xong mình ngồi nha. Con muốn bắt hết. Bắt vừa muốn bắt sò vừa muốn đi thuộc con. Không biết sao đi. Còn mình giờ quay phim không được. Gió lùa quá, đẩy xuồng quá. Con tay quay không được luôn nữa. Chắc bây giờ cũng được như đây nè cả nhà. Cả mớ nè, không biết mấy con nữa. Còn ngay trên đó là kìa, lội rồi. Gió đẩy quá, mình phải kìm chiếc xuồng lại. Mình quay một kìm, một tay kìm không lại. Giờ mình đếm sò cả nhà. Ổng lên chả nó ổng bắt rồi. Giờ mình ở đây mình đếm coi được mấy con nha. Của ổng nè. Ừ, khổ ghê. Nước nó trời quá. Bằng nãy bằng 3 rồi, bằng 5. Bằng 5. 5 con đi. 5 con 40. 42. 44. 44 với 5. 49. 50. 50 với 5. 55. 55 với 5. 60. Sao nhỏ nhỏ quá cả nhà ơi. 60. Chỉ nằm 65 con. Quá wow, trời nó trôi vậy xuống đi. 65. Chỉ nằm 2, 4, 5, 70. Chỉ lần 5 con cả nhà. À. 75. 80. 5 con nữa, 85. Mình là 5 con đi. 90. 95. 100. 105. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 54 con. 154 con thôi đã. Để hỏng lại coi còn nữa không nha cả nhà. Cho mấy em nó miếng nước vô đây đi. Mấy cái xô đó hồi anh chồng mấy con đi thuộc chồng nữa. Nay nào là 154 con rồi đó. Hồi ổng mua đi thuộc còng nữa trong xách cái xô đó đó. Nước lớn mình mong rồi không còn đem ổng mê dữ gì ta. Trời ơi bơi lại kiếm ổng mới được. Đi ra đi thuộc còng đi. Rồi hồi quay lại. Bắt tiếp tục. Cái lúc này người ta bỏ này cả nhà. Bắt đầu người ta sơn, người ta cải tạo đất, ta thả lại. Anh chồng đi không có nón nở gì nắng đâu. Ừ. Được 155 con rồi đó. Bỏ đi nè. Bỏ cái ngăn ở ngoài này nè cho em đếm. Ừ. Cái xô cho anh đi thục còng. Đi thục còng đi rồi ngồi lại bắt bữa gì nước. Còn đến bên chưa lên đó nổi đâu. Để chồng bắt. Điếm tiếp cục này cả nhà. Không móc nhỏ nhỏ không. Nãy 54 con rồi. Cho con đi cho chẳng. 55. Mình điếm làm 5 con nha. Điếm làm 5 con. 60. Nhỏ gì điếm con có điếm quá.
65. Xịn không? Để có xịn cái nhà cho nó mát. 70. 75. 80. Tiền có được em nào. Đây. Uống nước nồi gì đi đi. Cưng lắm. Nhà ơi, chắc quay lại quá cả nhà ơi. Bơi nãy giờ nè, một đoạn luôn, anh chồng mình ổng tuốt tuốt trình trình ở dưới đó. À, không có con nào hết trơn, ngộ vậy ta. Không được một con nữa luôn á. Xa dữ trời luôn rồi đó. Mà có dấu chân lội lừ luôn nha, cái khúc này không có nè. Khúc lớn rồi, bích hay sao á. Tại vì khúc này ở trên này nè, cả nhà là hào rồi không à. Chắc mình nghĩ người ta lội dưới này đã bích dấu chân rồi đó. Lội quá trời lội luôn. Không có con nào cả nhà. Bơi đi kiếm có con nào đã, còn nấy sò đây. Có khúc trong này có được sò bự không à. Chắc quay về quá. Không có con nào đi quần rồi mà review cận cảnh cho cả nhà xem hết trơn.